Holy shit, sau lưng mình hả? Oh, hi, Mighty. Xin chào các bạn, mình là Phước Béo và hôm nay chúng ta chơi Forgotten School, A Short Japanese VHS Horror. À, ngôi trường bị lãng quên, một game kinh dị ngắn làm theo kiểu VHS. Chắc các bạn thời nay không biết cái VHS là gì đâu nha, là cái camera mà từ thời cổ xưa xưa lắm là xưa mà nó không có màu luôn á, nó là VHS mà nó có đây vạch này, nói chung là nó xấu. Rồi game này game của Nhật và mình biết game của Nhật là như thế nào rồi, thôi cứ bắt đầu game này coi game này như thế nào. Ủa, đây vậy, mọi người đâu rồi? Mình phải nhanh lên nếu không bị trễ giờ. Ok, trời đang mưa à? Má, trời xanh vậy mà nó nói là trời đang mưa vậy. Ok, bạn còn 200m. Wow, cái này sân trường hả? Đồ ma rồng vai. Mình ước gì mình có một cái sân trường như vậy luôn á. Wow, má, sân trường rồng vãi đạn luôn đó các bạn. Nhật Bản sướng nha. Ngày trời đang sáng nên chắc chả có chuyện gì xảy ra đâu. Cùng lắm là vài con treo cổ xuất hiện bất thình lình thôi mà. Trường đẹp quá. Gì tích trên nó luôn hả? À? Vậy vô sao? À, đi nào vô á. Cao vải đạn. À mình đi. À ok. Từ từ, mình muốn đi lăn quanh một chút nữa. Mình lên được chỗ này không nha? Mình nhấn chữ E đấy. À, mình nhấn E là mình... Mình nhấn E để quay phim hả? Ok. Thế ra game này còn chạy được, chứ game này mà bắt mình đi vậy nè. Wow, chắc cái game này chơi mấy chục phút luôn á. Không biết có con ma nào định chơi mình không nha. Lát lát á nhờ. Sao mình thấp vậy? Bruh. Các bạn nhìn mình thấp nè. Mình nó tăng luôn 1.5m à. Mình chỉ ngang bằng cái cột này. Sao mình thấp dữ vậy? Trời ơi. Các bạn mới biết mình thấp bằng cái đó thôi. Mình học sinh wow, mình là học sinh trung học mà mình thấp. Ấy, ok, mình thấp vải đạn các bạn à. Mình thấp vải, thấp éo tin được luôn. Chiều cao của Loli. Hy vọng em đủ 16 tuổi, nếu không là cái video này lên YouTube sẽ bị ngắt mất. Cần phải kiếm phòng thư viện trước, ok. Ý, cái gì á? Pin à? Làm sao làm pin? Pin! Battery! À, mình nhảy được, vâng. Mình nhảy như em bé vậy. Ok, giờ sao lượm pin nè? Ôi đi mẹ. Ok, nhấn rồi lượm pin. Má, có hồn. Ok. Hello con bướm. Chúng mày đang làm gì thế? Bây giờ đang là 1 giờ sáng, ok. Ok, khi mà các bạn vào cái trường mà các bạn thấy cái cảnh này, mình tốt nhất nên ra khỏi đây đi, bởi vì thứ nhất là cái trường này éo có ai cả. Nên các bạn không sợ trễ giờ đâu. Thứ hai là khi bạn lên đây mà ok. Làm nhỉ? Quay lên đăng lên YouTube luôn. Mình không biết là mình cần quay lại mình coi. Cái gì đây? Kết thúc rồi. Ok. Cái này là gì? Tôi không là gì cả. Cái này giống như kiểu người thực hiện một mình cô đơn. Mình xuống đây mà. Mình xuống đây được.
cuộc sống tệ hại. Slot là lẳng lơ á, hồi đầu á đâm ngu ngốc ất ly xấu xí. Thôi cho mình ra khỏi đây đi, exit đúng không, cho mình ra đi. À shit, oh hết pin rồi. À the fuck, à có pin nè, never mind, nhấn rồi lại thay pin. Oh đứt mày, trong đây hả? Nó ghi cái gì đó, thằng đó hả, thằng đó ghi hả ta? Ô pin nha. Nhìn giống đống shit, đống kích vậy. Mày lấy gì vậy? Ô mắt. Éo ơi, thôi, éo, éo, éo điên nữa đâu. Lên trên, lên trên, lên trên. Đây, một đống mắt. Stardust. Ok. Thất vọng, chết đi. Bọn nó. Ô bọn nó luôn theo dõi bạn. Là ngu ngốc. Ok, mình ra hả? Chắc đây là thư viện nha. Thư viện có một chút gì đã thay đổi. Ok. Ờ, the fuck. Sao nhìn nó ghê vậy? Holy shit. Ô, oh, mày là ai vậy? Hello. Ô, oh, mày treo cổ đó hả? Hello, nhìn mặt cũng tươi tươi xinh đấy chứ. Rồi sao lần sao giờ mình lại cao vãi vậy? Chúng tôi biết bạn. Một linh hồn bị ấy. Cái gì vậy? Ô, oh, hi. Sao nghe những tiếng chuột kìa. Ok, giờ mình phải làm gì? Oh, hi anh em. Oh, thanh niên kia đang xịt xịt cái gì kìa. Mình nghe tiếng gì đó. Tiếng chân chạy nữa. What? Ê, cái bóng gì vậy? Holy shit, sau lưng mình hả? Oh, hi, hi, hi chị. Oh, đi kìa mẹ. Oh, chết xem rồi, chết xem rồi. Oh, đi mẹ. Oh, đi mẹ ghê vậy không? Oh, shit. Chào anh, cứu em anh ơi. Holy fuck. Ờ, mình phải chạy ra khỏi đây hả? Chạy ra khỏi đây. Ok, mình ra khỏi đây rồi. Ok. Oh. Mình chết rồi à? Mọi người thấy mình chết rồi à? Ủa là sao? What? Sao tiếng ghê vậy? Đi nào đây? Ngủ mãi mãi, ok. Đây là bọn họ cười khi mà bạn làm điều này. Thanh niên này ngáy to phải. Mày nghe nó ngáy không? Không phải luôn. What? Tại sao mình lại đến nó? Ô, nó cầm cái gì vậy? Con dao hả? Ok, đến thì đến. Cốt truyện của cái chuyện này là hãy be kind. Ok, game mình không biết mình có chết được không, nhưng mà cái con nãy nó vừa treo cổ mà nó vừa dí mình ghê vậy thôi. Ok, đây là Forgotten School, game kinh dị khá ngắn, có yếu tố rùng rợn, nhạc hay á, nhạc của Nhật là mình thấy nhạc của Nhật nhạc nào cũng hay. Thôi 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 thôi, mình cần chút mình nói chuyện tí ha. Là được rồi, mình nghĩ là cái cốt truyện của cái game này khá đơn giản, là không, cái câu chuyện này có nhiều yếu tố khác nhau lắm, có rất là nhiều, mình có suy nghĩ rất là nhiều chiều hướng khác nhau. Thứ nhất là câu chuyện là về một con nhỏ đến trường và bị bắt nạt bởi cái thằng nào đó đó, lúc nào cũng nghe đó, nói chung là bị bắt nạt bởi một thằng con trai, là cái thằng nãy đang ngủ trên giường á, và sau đó là cả trường đều bắt nạt con này, và con này chịu không nổi nữa và chết. Và cái đây là một vòng lặp của con nhỏ này, vòng lặp vô tận, con này sẽ quay đi quay lại cái cảnh chết của nó liên tục và mãi mãi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình nghĩ về câu chuyện này là mình là một con nhỏ. Mình đang hoạt động thường ngày, tự nhiên đùng cái là mình tự nhiên mình bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác, và trong cái không gian đó mình đã có được cái ký ức của cái con đứa con tự sát á.
đó là mình nghĩ ra hai chiều hướng vậy, còn không biết còn câu chuyện thật sự thì mình không rõ sao. Các bạn có bạn nào hiểu rõ về câu chuyện này thì bình luận cho mình biết ha. Rồi. Thì cho mình biết ý nghĩa của các bạn thôi. Rồi, đây là Forgotten School, ngôi trường bị lãng quên. Và like cho mình nhé, đăng ký kênh mình nhé, share cho mình nhé. Rồi thì có game gì hay gửi cho mình chơi review cho nhá. Trừ mấy game dài tập đi, bởi vì mình không có thời gian đâu, mình chỉ chơi được mấy game ngắn thôi, như game này chẳng hạn. Đấy. Chop. Và cảm ơn các bạn xin và cực béo. Cực béo ouch. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye. Chào chào.